Hôm nay Hội Người Việt Nam Berlin Brandenburg tổ chức buổi nói chuyện về phòng chống ung thư ruột do bác sĩ Bảo nói chuyện. Đây là một bác sĩ cũng có nhiều kinh nghiệm từ ngày xưa ở Việt Nam và sang đây làm bằng tiến sĩ. Tôi nghĩ là buổi nói chuyện hướng dẫn phòng bệnh ung thư đường ruột như này là rất thiết thực, bổ ích cho tất cả mọi người nói chung và đặc biệt cho tất cả những chị em phụ nữ từ 50 tuổi trở lên. Cho nên tôi nghĩ là buổi nói chuyện sau về sức khỏe thì tất cả mọi người sẽ nhiệt tình hào hứng tham gia bởi vì nó là vấn đề rất thiết thực cho sức khỏe của mỗi người. Là một hội viên của Hội Người Việt Nam Berlin Brandenburg cho nên chúng tôi vẫn thường xuyên tham gia và hoàn toàn ủng hộ tất cả những cái hoạt động, nhất là chủ đề về sức khỏe của mọi người. Xin cảm ơn